Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Loại quân bầu Đức, huấn luyện viên Park Ha-seo gọi tới 6 hậu vệ Hà Nội FC. Trong danh sách tập trung mới đây, huấn luyện viên Park Ha-seo gây bất ngờ khi điền tên 6 cầu thủ của Hà Nội nhưng lại không lựa chọn trụ cột hữu tuấn của Hoàng Anh Gia Lai. Mới đây, từ Việt Nam công bố danh sách 35 cái tên rút gọn cho đợt tập trung tháng 5 tới đây. Trong số những cái tên được triệu tập, huấn luyện viên Park Ha-seo gây bất ngờ khi gọi tới 6 cái tên của Hà Nội bao gồm Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Trần Văn Kiên. Đáng chú ý là ở mùa giải năm nay, Hà Nội đang không có phong độ tốt và để thua tới 6 trận sau 12 vòng đầu tiên. Bên cạnh đó, một nhân tố chơi nổi bật là Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai lại không có tên trong danh sách này khiến nhiều người thắc mắc. Chia sẻ với chúng tôi, bình luận viên Quang Huy đã có những lý giải về việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập hàng phòng ngự có tới 6 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội. Có thể với huấn luyện viên Park Hang-seo, đẳng cấp của họ không phải chứng tỏ nữa, vấn đề là phong độ thôi. Ông Park tin rằng trong một tháng tập trung, những cầu thủ này có thể trở lại với phong độ tốt nhất. Việc Hà Nội thi đấu không tốt, đấy là vấn đề ở tại câu lạc bộ thôi, dù sao cũng có một tháng để rèn rũa trước khi đi UAE mà. Những trận đấu sắp tới rất quan trọng nên ba huấn luyện cần bộ khung hiểu nhau, những người đã thuộc bài của ông ấy rồi. Ở thời điểm này để chọn nhân tố mới, ông ấy sẽ không dám mạo hiểm đâu. Chủ yếu ở đây là sự thận trọng và niềm tin vào những con người ông ấy từng tin tưởng. Theo dự kiến, ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 V-League, tuyển Việt Nam sẽ tiến hành hội quân chuẩn bị vòng loại World Cup diễn ra tại UAE. Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm có được, hơn đội bóng xếp thứ hai Malaysia 2 điểm. Thầy trò Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có mặt tại vòng loại cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mục tiêu mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đặt ra cho Phượng và đồng đội là có được 6 trên 9 điểm tuyệt đối ở 3 trận đấu cuối cùng. Tuy vậy, ở trận đấu đầu tiên gặp Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng và Trọng Hoàng do án phạt. Chuyển sang tin tức tiếp theo, tuyển Việt Nam đổi kế hoạch vì dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thầy trò huấn luyện viên Park Ha Seo sẽ không có chuyến tập huấn kéo dài một tuần tại Quy Nhơn. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam sẽ không di chuyển đến Quy Nhơn, nơi được cho là có điều kiện thời tiết tương tự như UAE, địa điểm thi đấu 3 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Với kế hoạch mới, tuyển Việt Nam tập huấn tại Hà Nội trong toàn bộ thời gian chuẩn bị trước khi lên đường tới UAE. Trước đó, thầy cho ông Park có kế hoạch đá một trận giao hữu với Bình Định, sau đó đội di chuyển về Hà Nội, tiếp tục rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sáng ngày 4 tháng 5, thông tin về nhân sự từ Việt Nam bị rò dỉ với 35 cầu thủ. Hà Nội đóng góp nhiều nhất với 9 gương mặt. Ở đợt tập trung này, nhà cầm quân người Hàn trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ như Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình. Chiều nay, danh sách tập trung chính thức được huấn luyện viên Park công bố. Từ Việt Nam tập trung kéo dài 16 ngày từ hôm ngày 10 tháng 5. Ngày 26 tháng 5, thầy trò ông Park di chuyển tới UAE. Tại đây, tuyển Việt Nam giao hữu với Jordan trước khi thi đấu 3 trận còn lại của vòng loại lần này. Thầy trò ông Park Hang-seo lần lượt gặp Indo, Malaysia, UAE ngày 7, 11 và 15 tháng 6. Hai trận đầu diễn ra trên sân Al Maktoum, trận còn lại gặp tuyển chủ nhà được tổ chức trên sân Jabil. Tin tiếp theo, tại sao câu lạc bộ Hà Nội sa sút vẫn có 9 cầu thủ lên tuyển? Thưa quý vị, trong bản danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022, câu lạc bộ Hà Nội đóng góp 9 cầu thủ dù đội bóng đang xa sút ở V-League 2021. Đây chỉ là danh sách sơ bộ, do đó huấn luyện viên Park triệu tập những học trò quen thuộc lên tuyển dù phong độ không cao, tùy vào màn thể hiện của các cầu thủ trong đợt tập huấn. Huấn luyện viên Park gạt những cái tên không đáp ứng yêu cầu. Đấy là lý do Hà Nội vẫn có 9 tuyển thủ áp đảo danh sách dù xa sút tại V-League 2021. Chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ cùng Dinh. Đình Trọng đang chật vật ở V-League vì chưa hồi phục 100% sau chấn thương. Cho đến đợt tập huấn, Trọng có thêm thời gian chuẩn bị. Huấn luyện viên Park luôn kiên nhẫn ở Đình Trọng bởi đây là mẫu trung vệ ông ấy ưa thích. Đức Huy là trường hợp tiếp theo của Hà Nội không có phong độ cao. Dù vậy khi tuyển Việt Nam mất Huy Hùng và Hùng Dũng, huấn luyện viên Park cũng không còn nhiều phương án cho tuyến giữa. Đức Huy là mẫu tiền vệ đa năng, từng chinh chiến rất nhiều đấu trường cùng đội tuyển. Do đó, huấn luyện viên Park vẫn dành sự tin tưởng cho những học trò thân cận, ông Tú phân tích. Chiều ngày 4 tháng 5, danh sách 35 tuyển thủ Việt Nam được triệu tập cho đợt hội quân tháng 5 và tháng 6 lộ diện. 9 cầu thủ Hà Nội lên tuyển đợt này, bao gồm Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Trần Văn Kiên, Phạm Đức Huy và Nguyễn Quang Hải. Trong đó Lê Văn Xuân lần đầu được tập trung cùng tuyển Việt Nam, cầu thủ sinh năm 99 là sự thay thế cho Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái câu lạc bộ Hà Nội và Văn Xuân cũng có thể là cái tên được huấn luyện viên Park lựa chọn để chám vào vị trí Văn Hậu ở tuyển Việt Nam. Sức trẻ luôn là thứ quý giá trong mỗi đội bóng, Hà Nội đang phục vụ ở V League nhưng Văn Xuân vẫn chơi tốt và thể hiện năng lượng tuyệt vời. Trong tập thể tuyển Việt Nam gồm nhiều cựu binh, Văn Xuân là nhân tố hứa hẹn mang đến làn gió mới giúp huấn luyện viên Park Hà Sơ có thêm ý tưởng chuyên gia Phan Anh Tú kỳ vọng. Về sự vắng mặt của Văn Quyết, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định, thời gian qua huấn luyện viên Park cố gắng tìm ra giải pháp sử dụng Văn Quyết, nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Quyết đã lớn tuổi khó đáp ứng các cách xây dựng lối chơi của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park cần những tiền đạo trẻ trung bền bỉ hơn. Hoàng Y Gia Lai, đội đầu bảng V-League 2021 có 7 cầu thủ được triệu tập, đó là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng. Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định, những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội rất cao để được giữ lại ở danh sách cuối cùng UAE. Thậm chí với đà phong độ này, Hoàng Anh Gia Lai áp đảo lựa cầu thủ trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ câu lạc bộ Việt Theo là tân binh tiếp theo của tuyển Việt Nam. Nhà đương kim vô địch có thêm 4 cầu thủ được triệu tập lên tuyển đợt này, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức. Đợt tập huấn của tuyển Việt Nam chia làm hai giai đoạn, ở giai đoạn 1, thầy trò Park Ha Seo hội quân tại Bình Định từ ngày 10 tháng 5 đến 18 tháng 5. Trong giai đoạn này, đội tuyển tập luyện tại sân vận động Quy Nhơn, có trận giao hữu với Bình Định vào ngày 17 tháng 5. Trong giai đoạn 2, đội tập trung tại Hà Nội từ 19 tháng 5, từ 26 tháng 5 đổ lên đường sang UAE. Từ Việt Nam có một trận giao hữu với Jordan ngày 31 tháng 5. Từ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indo, Malaysia, UAE ngày 7, 11 và 15 tháng 6. Hai trận đầu diễn ra trên sân Amotu. Trận còn lại gặp đội tuyển chủ nhà được tổ chức trên sân Jabil. Tin tiếp theo, chuyên gia chỉ ra lý do trụ cột Hoàng Anh Gia Lai không được gọi lên tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, trao đổi với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đã có những chia sẻ về quan điểm cá nhân đối với bản danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam. Ngay sau khi bản danh sách được công bố, có rất nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng Trung vệ Hữu Tuấn xứng đáng một suất lên tuyển với phong độ xuất sắc trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai tại giai đoạn 1 V-League 2021. Trò chuyện với chúng tôi, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết, bản danh sách sơ bộ có tới 45 cầu thủ, đồng nghĩa với việc ông Park có số lượng tương đối đông để mà lựa chọn. Huấn luyện viên Park ưa thích cầu thủ chơi toàn diện, ngoài tranh chấp tay đôi, còn phải có khả năng đọc trận đấu cũng như khả năng tổ chức tấn công tốt. Mẫu cầu thủ như Hữu Tuấn trên tuyển Việt Nam hiện nay đang có khá nhiều. Ông Park rất cần mẫu cầu thủ đa năng khi chơi với ba cặp trung vệ. Rõ ràng là Hữu Tuấn không thể có khả năng săn bàn như Bùi Hoàng Việt Anh. Duy Mạnh đá tốt, lối đá cậu ấy thông minh, tỉnh táo. Hơn nữa, Hữu Tuấn thua Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải về cách tổ chức tấn công. Khả năng ghi bàn bằng đầu, Hữu Tuấn cũng không so được với Thành Trung. Tóm lại, huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để không chọn trung vệ Hoàng Anh Gia Lai và chúng ta nên tôn trọng quyết định của ông ấy bởi cầu thủ cần phải phù hợp với triết lý huấn luyện của huấn luyện viên thì mới được chọn, chuyên gia Phan Anh Tú nói thêm. Thầy trò Park Hang-seo hội quân tại Bình Định từ ngày 10 tháng 5 đến 18 tháng 5. Trong giai đoạn này, đội tuyển có trận giao hữu với Bình Định vào ngày 17 tháng 5 nhằm kiểm tra đánh giá lực lượng. Giai đoạn 2, đội tuyển tập trung tập luyện tại Hà Nội từ 19 tháng 5 cho đến 26 tháng 5, sau đó lên đường sang UAE chuẩn bị vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.